Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế hết xã hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố có kế hoạch lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ nay cho đến cuối năm, nhất là tại các dự án quan trọng cấp bách, phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các tổ chức cá nhân liên quan và các lãnh đạo phụ trách xử lý kịp thời hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là trong công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm thuốc vaccine phải bảo đảm khoa học hiệu quả công khai minh bạch tránh thất thoát lãng phí xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham dũng lợi ích nhóm